Xin chào quý vị các bạn. Trên tay mình đây là bảng main của điện thoại Sony L1 đang có mặt tại di động cao cấp.vn. Đi kèm với đó là tất cả mọi linh kiện của điện thoại Sony L1 được tháo rời tại di động cao cấp.vn. Khi quý hàng gặp có lỗi sự cố liên quan đến phần main, bảng main của Sony L1 bị lỗi hỏng, lỗi CPU mà không có phương án nào sửa chữa, thì với dịch vụ thay mới main, dịch vụ đổi main của Sony L1 tại di động cao cấp.vn, quý hàng có chi phí hấp dẫn hơn rất là nhiều so với việc phải mua một cái máy tương đương, hoặc với giá thành thay main của Sony L1 thì không thể mua được một cái máy nào có cấu hình tốt như Sony L1. Với điều kiện là tất cả các linh kiện khác như pin, vỏ máy, màn hình vẫn phải còn nguyên, thì với dịch vụ thay mới main cho Sony L1, quý hàng sẽ có được một chiếc Sony L1 hoàn toàn mới. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn về dịch vụ thay mới, đổi mới main của Sony L1, quý hàng vui lòng truy cập website www.didongcaocap.vn hoặc liên hệ 024-66-750-99. Kỹ thuật viên tại di động cao cấp.vn sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể cho quý vị các bạn. Xin cảm ơn quý vị các bạn.